Đây là mặt hoa của trầm DH93 năm ngoái nở tại vườn. Cô chú anh chị gọi nhìn đây ạ, đây chính là trầm mặt hoa của nó rất là thơm. Hoa nở vào tháng 3 đến tháng 4 dương lịch hàng năm đấy ạ. Đó cả nhà nhìn đã. Đây là một trong cái dòng trầm đẹp xuất sắc đúng không ạ? Đẹp hơn cả trầm rồng đỏ với trầm cửu long luôn đúng không ạ? Đây là một trong những dòng trầm làm mưa làm gió trong 2 năm trước đây. Và em sẽ chia sẻ hàng ươm ki đến cô chú anh chị. Em Thảo Hoa Lan, mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang xem video của em Thảo ngày hôm nay ạ. À. Gia đình em Thảo ngày hôm nay xuất lô trầm DH93, một trong những dòng trầm đẹp và xuất sắc. Có thể nói là đây là một trong những cái bông trầm rất là đáng để chúng ta sở hữu luôn ạ. À. Đó, rất là đáng đồng tiền bắt gạo của chúng ta luôn. Em Thảo sẽ lấy xuống dưới để em quay rõ hơn nhá. Đây em giới thiệu cả nhà, đây chính là cây mẹ của nó đây. Đây là một trong những cây mẹ của nó, gia đình em Thảo. hàng ươm kỳ nhá, mọi người nhìn thấy đây. Thân lá nó đẹp mê ly chưa? Đấy, cây này là cao khoảng tầm mà 70 cm rồi này. Đó, 70 đến 80 cm luôn và thân thì mập ú nu luôn này. Đấy, rất là sai hoa. Đây là mặt bông đắn ở tại vườn của nhà em nhé cả nhà nhá. Rất là đẹp luôn, mặt bông thì rất là thơm, rất là à, nói chung là xuất sắc. Và bình thường chúng ta mua trầm rồng đỏ nếu rơi tầm trăm rưỡi, trăm tám và hai trăm nghìn một thân đúng không ạ? Đấy, trầm rồng đỏ làm sao mà đẹp được bằng trầm này ạ? Đấy, trầm này gọi là có thể trầm xuất sắc luôn Và nếu mà cô chú anh chị mà tìm hiểu thì hiện tại thì trầm DH93 trên thị trường không còn nhiều nữa Đó nên là anh chị em nào muốn sở hữu một chậu trầm thì liên hệ với em Thảo. Bình thường những chậu này là em Thảo bán 200 000 một thân. Đó là nếu mà nở hoa. Còn ngày hôm nay gia đình em Thảo tri ân cô chú anh chị với giá rất là mềm luôn. Đó 199 000 một chậu được 3 kg như thế này. Đó, một chậu 3 kg nhá cả nhà nhá. Mỗi một kg của nó là khoảng tầm uh, thấp nhất là khoảng tầm 15 thôi nhau cùng lắm chắc là toàn kia trên 20 cm hết rồi. Đó 20 30 cm nhìn này này. nhìn này các bạn. Kia là kia năm nhất nhá. Anh chị em nào mà mua về chúng ta không muốn nó có hoa đấy ạ. À. Không muốn có hoa thì chúng ta có thể cắt đi. Chúng ta là có cắt này, năm sau nó sẽ lớn bằng cây này đấy ạ. À. Nó sau nó sẽ lớn bằng những cái chậu này. Đó, cây những cái cây mà nó có thể lớn hay không, nó to hay không nữa là do một một phần nó là do giống nữa. Nó do bố mẹ nó, do nó cây giống của nó lớn thì nó sẽ lực và nó sẽ phát triển đây, cây này. Đấy, nhìn thấy các bạn đây đó, cao khoảng tầm 70 cm em quay như thế này thì nó bé hơn thực sự cái lá của nó này. Đó, nếu mà chúng ta muốn để một thân cho hoa thôi, bởi vì hiện tại cây đã thắt ngọn rồi thì chúng ta cắt nó để lại khoảng tầm 10 cm như thế này nhá. Sau đây là chúng ta làm ươm ki, còn một thân chúng ta để ra hoa. Đây cả nhà nhìn này. Đó, năm sau là cả nhà mua về là sẽ được lớn bự như này đã Đó, 199.000 một chậu Một cái dòng trầm này rất là đẹp luôn Anh chị em cũng biết rồi, trầm DH93 Nở tại vườn của nhà em cây này để cái cây mẹ của nó thôi Đó, 3 kg nhá, 199.000 Bác nào chốt cho em 199.000 một chậu thì à, yêu mến Thì ủng hộ gia đình em bởi vì trầm này là Em không có nhiều đâu, em chỉ có vài trăm chậu Để à, bán cô chú anh chị thôi Vì lúc đầu là À, nó còn đang đi ngọn ấy em chưa dám gửi cho cả nhà hiện tại thì có một số thân nó đã thắt ngọn rồi nên là em gửi cho cả nhà nó sẽ an toàn hơn và đây là hình ảnh vườn của gia đình em đó đây là những cái cây hàng mẹ của nó này có một số cây thôi vì có một số cây nó nhiều thân quá thì em đã bán nó đi rồi đây còn có một vài chậu để à, cô chú anh chị về tận vườn bởi vì là do quá trình vận chuyển nên là em thảo không gửi à, theo bưu điện những cây mẹ được thì em sẽ gửi những cái hàng ươm kia thì năm sau cô chú anh chị trồng thì nó cũng sẽ lớn bự như thế đó xin chào và cô chú anh chị được xem hàng trước khi nhận nhé